À, bản thân Bolero luôn luôn hấp dẫn, không chỉ năm nay, không chỉ năm trước, mà sẽ là mãi mãi đối với những trái tim của khán giả yêu nhạc Việt. Trước hết thì có một cái sự đặc biệt, huấn luyện viên và ban giám khảo đó là chỉ có một mình Quyên là nữ duy nhất thôi. Nhân vật nữ đầu tiên Liễu Yếu Đào Tơ không được khoan nhượng một chút nào mà đấu tranh một cách rất là tưng bừng. Các nam huấn luyện viên khác khá là thẳng tay đối với Lệ Quyên. Nhưng mà bởi vậy cho nên là một cuộc chơi phải có sự kịch tính, phải có sự công bằng và đôi khi phải có cả sự canh đua. Canh đua một cách văn minh, canh đua một cách hoàn toàn phù hợp để cho cuộc thi thực sự là một cuộc thi hấp dẫn. Và năm nay Bolero 2017 là như vậy. Đầu tiên thì Quyên cứ nghĩ rằng là có lẽ là khi mà mình làm giám khảo lần đầu tiên như thế này thì có sẽ rất nhiều những điều mình phải trăn trở, có rất nhiều những điều là mình phải suy nghĩ. Nhưng mà điều quan trọng nhất mà rất may mắn là Quyên tự dặn mình rằng cứ bình thản, cứ tự nhiên và thật là thoải mái tinh thần. Đó là một điều nó xuất phát thực sự từ bản chất và con người thật của Quyên. Chứ không chỉ là với cuộc thi này hay với những chương trình khác vân vân. Sân nay Quyên vẫn như vậy. Và với mọi người sẽ thấy là với thần tượng Bolero 2017 thì mọi thứ với Lệ Quyên sẽ rất tự nhiên, rất thoải mái và hoàn toàn. Quyên chỉ muốn thể hiện tình yêu lớn của mình đối với Bolero thôi.